Mình là FG Dance. Ngày hôm nay FG Dance đã hoàn thành việc ghi hình project Hot Sauce của NCT Dream tại Seoul Med. Đây là một khu tổ hợp bao gồm dịch vụ giải trí cũng như là những sản phẩm của Hàn Quốc được đặt tại Time City. Các bạn hãy cùng đến và tham quan Seoul Med với FG Dance nhé. Và cuối cùng chúng mình là FG Dance. Bye bye.